Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong mục 4, trang 51, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi thứ nhất. Em hãy liệt kê các nguồn gây ô nhiễm không khí. Thực ra là có rất nhiều nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí, nhưng chúng được chia làm hai nhóm chính là nguyên nhân tự nhiên và do con người tạo ra. Trong tự nhiên thì một số vụ cháy rừng và núi lửa phun trào diễn ra hàng năm đã vô tình bổ sung vào trong không khí một số các chất khí độc hại như là carbon dioxide, bụi, lưu huỳnh dioxide, hydro sulfur, vân vân. Ngoài yếu tố khách quan thì ô nhiễm không khí chủ yếu là do con người gây ra. Con người sử dụng lượng lớn phương tiện để di chuyển, đốt rừng làm nương rẫy và xả rác một cách bừa bãi, vân vân. Câu hỏi số 12. Em hãy tìm hiểu và cho biết những chất nào gây ra ô nhiễm không khí. Một số chất gây ra ô nhiễm không khí như bụi mịn, tro, lưu huỳnh dioxide, carbon dioxide, nitơ oxit, khí thải môi trường hay là bụi. Những chất mà cô vừa kể trên làm thay đổi bản chất của không khí. Khi mà có mặt chúng ở trong không khí thì không khí sẽ có mùi khó chịu, màu đục và làm giảm tầm nhìn của con người. Tiếp theo là câu hỏi số 13. Quan sát các hình 10.6 đến 10.11, em hãy điền thông tin vào mẫu bảng 10.1. Nội dung của hình 10.6 đến 10.1 lần lượt là cháy rừng, núi lửa, nhà máy nhiệt điện đang hoạt động, phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu xăng và dầu để di chuyển. Hình 10.1 là con người đốt rơm rạ sau vụ gặt. Và cuối cùng 10.11 chính là vận chuyển vật liệu xây dựng không che bạt. Trong bảng số 1 thì chúng ta cần tìm ra nguyên nhân và chất nào đã gây ra ô nhiễm không khí. Chúng ta biết rằng nguồn gây ô nhiễm không khí cháy rừng có thể do con người hoặc là tự nhiên gây ra. Và các chất chủ yếu gây ô nhiễm không khí do cháy rừng gây ra chính là tro, khói và bụi. Còn núi lửa là hiện tượng xuất hiện do các vết đứt gãy trên lớp vỏ của trái đất, nên đây là hiện tượng tự nhiên. Và các chất chủ yếu gây ra ô nhiễm không khí khi mà núi lửa xảy ra là lưu huỳnh dioxide, carbon dioxide, vân vân. Đối với các nguồn gây ô nhiễm không khí như nhà máy nhiệt điện, phương tiện giao thông chạy bằng xăng, dầu, con người đốt rơm rạ hay vận chuyển vật liệu xây dựng mà không che bạt, đều là các nguyên nhân do con người tạo ra. Và các chất chủ yếu gây ra ô nhiễm không khí bởi các nguồn như nhà máy, phương tiện giao thông hay đốt rơm rạ là tro bụi hoặc là khói. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các câu hỏi trong mục 4, trang 51, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.